Là hàng giả, không có phải là hàng thật nhé. Ăn cắp là ăn cắp toàn bộ hình ảnh tên tuổi. Đây là một kẻ giả mạo nha cả nhà. Cả nhà nên để ý ha. Đây là cái Facebook của Quyên Quỳnh, còn hồi nãy là fanpage nha. Fanpage giả mạo nha. Còn đây, đây mới chính là fanpage thực sự của Yên Quỳnh nha. Fanpage của Yên Quỳnh có tên là Yên Quỳnh YouTube Cuộc Sống Mỹ. Đó mới chính là fanpage thật sự nha. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ nghe anh chị cô đơn muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh xin nhắc nhở các anh chị rằng mỗi người tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh cần làm một video phỏng vấn nói về lý lịch bản thân mình, để cho đối phương và để cho bản thân mình hiểu rõ đối phương như thế nào. Và nếu trong thời gian qua Uyên Quỳnh có quá bận rộn thì các anh chị vui lòng liên lạc với Uyên Quỳnh, không được thì luôn vui lòng để lại tin nhắn. Uyên Quỳnh sẽ coi và trả lời từng tin nhắn một. Các anh chị cứ vui lòng chờ, đừng có nóng vội. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chị rất là vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ chị. Em có thể cho chị biết em tên gì và em chào cộng đồng ha. Em tên Phúc, Nguyễn Thị Phúc. Em chào cộng đồng giùm chị ha. Em chào cộng đồng mạng, chào chương trình chị mình nha. Rồi em giới thiệu lý lịch bản thân em ha. Em tên Phúc. Em Nguyễn Thị Phúc. Nên mẹ em sinh 1979 anh chị mình. 979 ha, nhìn thấy còn trẻ nha. Làm quá nhìn già chị. Em hiện tại đang sống ở đâu ha? Em ở Kiên Lương, ở ở nó Gạch Giá với Hà Tiên, là em ở đoạn giữa. Em hiện tại đang làm công việc gì? Em bán quần áo ở ở chợ. Em bán là như là loại quần áo gì ha, thời trang hay là sao? Em bán đồ may sẵn nha, mà em bán bên đồ nam. Thông thường chị thấy đàn ông ít có mặc đồ nhiều như là phụ nữ, mà sao em lại chọn bán đồ nam ha? Tại vì bán với bà chị đó, chị với em thì bán đồ nữ nam luôn, còn em ít vốn bán đồ nam. Đồ nam là áo sơ mi rồi đó hay em quần jean, quần tây, dạ quần chị jean hả? em bán quần jean, quần tây, áo sơ mi, áo thun vậy chị, như là bán đủ đồ luôn, nhưng mà chỉ là đồ nam thôi. Là đồ của em là lấy đồ mới từ thành phố về á hả, hay là đồ rồi? Dạ chị, thường thường em đi ăn đông Tân Bình, mình bán mặt hàng nào chị thì mình mua mặt hàng đó. Em bán được bao lâu rồi ha? Lúc em con gái em bán phụ với chị em, rồi kế tới em hôm xã em, cái em về đây là em bán cũng được mười mấy năm rồi chị, em bán cũng được 12 13 năm. Rồi em lấy chồng khi nào? Lúc đó em có gia đình 25 tuổi, em mới có gia đình. Rồi em chia tay với ông xã khi nào hả em? Em chia tay ông xã em được lúc đó thằng nhóc em nó có 18 tháng, bây giờ nó được 17 tuổi rồi đó chị. Chia tay tuần mai này là đó đúng 17 tuổi, được 17 tuổi 1 tháng. Em chia tay cũng nhanh quá hả? Cưới nhau được bao lâu? Em thôi là có thằng nhóc em nó có 18 tháng, nhưng có 2 năm mấy 3 năm. Vậy đó. Lý do gì sao nghe? Làm như hết như nợ vậy chứ mà. Không có lý do gì cũng luôn có hả? vợ chồng cũng có gây lộn, như là em vì con em vậy đó. Thì cứ em kiếm như kiểu ở đây thì em buôn bán sống vẫn được.
nhưng mà kiểu em cũng muốn kiếm tương lai cho con em vậy đó. Em chồng của em làm công việc gì ở bên Mỹ? Dạ. Em chồng của em ở bên Mỹ làm công việc gì? À, nó làm nail. Nhưng mà em với ông xã em chia tay rồi, em muốn nhờ em chồng của em kiếm người giùm em hả? Dạ, như chị biết sao không? Chia tay vậy chứ bình thường lắm chị. Tại vì không có ai lộn chứ, bên chồng em vẫn thương. Bên chồng em thương thích lắm. Cũng lâu lâu gọi điện hoài vậy đó. Như là chị em thân thích lắm, chứ không phải là xích mích gì chứ, bình thường lắm. À. Mấy cô chồng rồi mấy em chồng đồ thương dữ lắm. Vậy là ông xã em có gia đình khác chưa? Dạ có rồi, thôi có năm mấy lạnh có gia đình. Ờ, ông xã em làm công việc gì? Ở ngoài anh làm ruộng không? Ờ. Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một người yêu cho em muốn người đó tính tình phải như thế nào ha? Em sao cũng được, nhưng mà em chứ như là thương em là phải thương con em. Em đã gãy đổ rồi. Tại gia đình em, chị em là ai cũng có phước nhưng có nên em mà là như nhiều phước á, rồi cái về đây thì chị em cũng đồng bào vậy đó. Thương con em thì đừng đi hết cuộc đời, đoạn đường sau này á, chị mình em sợ gãy đổ nữa. Ừ, có một bạn trai thôi. Dạ. Rồi bây giờ con em nó còn đi học không? Dạ còn, nó vô từ 2 ngày. Ở đây bây giờ cách ly quá trời chị mình. Rồi nó học online. Chỗ em cũng bị người ta bị dịch nhiều không? Dạ dịch bữa hôm ở đây dùng xanh đó. Mà bữa 2 tay tháng 9 cái nó test nhanh đó. Là cách ly luôn. Bởi vì không ngày em ở nhà. Xong rồi bữa hôm thì nó cho mình ra mở sạp. Nó cho mình ra chợ bán. Bán rồi cái tới 2 tay 9 nó test nhanh. Nó test tiểu thương rồi hết. Cái đầu ở trong chợ nó bị F0 2-3k, bây giờ mới đầu nó không thỏ hết cái xung chợ luôn, nó dăng dây luôn, thì nó không cho ra đường luôn, nó không cho ra chợ nữa. Ừ, nguy hiểm quá ha. Dạ chị, rồi không ra nữa ở nhà. Mà em thích kênh của chị lắm, em ôn quà, cái em dài mãi có cái kênh mến là nói chung ghen là em có. Thanh Kiều em ha. Rồi sao con em có ủng hộ em đi thêm bước nữa không? Dạ, mà nó cũng ủng hộ chứ nó không có phản đối, nhưng mà nó mẹ kiếm ai thương mẹ thì tình chứ thấy mẹ khổ này. Tại vì em về gia đình em với ba mẹ đó, em về đây cái em ở với ba mẹ. Rồi ba em mất được 2 năm mà. Em hình như là em mở cái quạt máy phải không? Dạ chị. Em có mở cái quạt máy không? Dạ có, mà sao anh? Không không, em tắt đi, tại vì nó xè. Dạ em tắt quạt máy. Con tắt quạt máy mở cái máy lạnh giùm mẹ. Mở cái máy lạnh. À, nãy giờ nó xè. Chị tưởng là tại mạng. Dạ, nãy giờ không nghe hả chị? Ờ, nãy giờ nó xè trong. Rồi dạ. Con em là con gái hay con trai? Dạ con trai chị. Chắc nó cũng thương mẹ dữ ha ha. Có hai mẹ con. Thương mẹ lắm. Em được mấy anh chị em ha? Dạ em có 4, 5 người mà 4 gái 1 trai. Anh chị em của em là lập gia đình hết rồi? Dạ, mà ai cũng 3, 4 chị em gái. Có anh trai à, mà ba người kia người ta có phước lắm cho mình đấy. Có anh đem vô phước. Và ở riêng hết có mình em ở chung với cha mẹ đó phải không? Dạ, có anh đem ở chung với mẹ mà ba thì ba không thích em. Ông ở với em, cũng chịu ở với em. Em rồi em coi video của chị cũng khá nhiều đó. Rồi em có để ý được anh nào trên kênh của chị không? Em coi nhiều lắm mẹ, không dám chị Quỳnh. Dạ chị đưa lên như ai như là thương thì tình, mà thương con em nữa thì như em ở đâu thì con em ở đó. Thì đặng đi hết đoạn đường sau này á chị. Em sợ gây đổ lắm, bởi em ở mười mấy năm rồi đó.
mười mấy năm, chị nghĩ chắc cũng có nhiều anh theo đuổi em hả? Em cũng còn xinh gái mà còn trẻ nữa. Dạ, em bán đồ ngoài chợ thì sáng là 6 giờ mấy, nhiều khi Tết là em phải 5 giờ mấy em thức. Mình em thức lên tới chợ là 6 giờ, 6 mấy em mở cửa. Rồi bán chiều, nhiều khi mất tối, người ta dễ chơi luôn. Còn mình ơi, em bán mà bán được buổi chiều, buổi tối nha chị. Tại người ta biết mình bán trễ. Rồi có nhiều anh ra dọn phụ hàng không? Dạ không. Tại vì chị biết sao mà em không thích. Sao em không thích chị? Mười mấy năm mà sao em không thích ông, không có ai lại. Nhưng ta biết mình có chứ chị biết sao. Ở đây kiểu chị em cũng buôn bán ở chợ luôn á. Rồi cái mình sợ như có gì cái tai tiếng chị em mình cái em sợ chứ. Hồi đó ba em ở đây với thầu xây dựng mà rồi cái đầu sợ kiểu có gì cha mẹ em buồn rồi mang tâm mang tiếng cha mẹ bởi em không dám. Em á thì không dám để ý anh nào ở trên kênh rồi, nhưng mà thí dụ rồi người đó em muốn người đó thí dụ có hút thuốc uống rượu không hay là sao em, thí dụ người đó hút thuốc uống rượu em có ok không? Dạ được. Hồi đó em gặp con xã em hả, uống cũng như lắm mà sao cứ em về không cứu chị Quỳnh vậy hả? Dạ anh muốn ngủ dữ lắm luôn. Hồi đó như kiểu xa đó, em có chồng ở ngoài Long Xuyên ở ảnh làm ruộng mấy mà anh muốn ngủ dữ lắm luôn nha, mà cưới em về là anh không muốn bỏ luôn, không muốn giọt luôn á chị. Trời. Mà sao anh gặp bà xã sau này anh lại uống. Vậy hả? Chắc tại vì cưng em nên dạ. Không uống không? Cưng vợ cưng con nên không uống, bỏ rượu gì? Em cái đó mình biết đi, nhiều khi thương vợ cưng con rồi mà không uống thì sao mẹ không nói gì chứ nha. Mà ảnh tự ảnh bỏ ảnh không uống. Bởi em không ngại đó. Em còn biết lo làm ăn thương em giỏi làm đó. Hồi đó giờ ngoài việc buôn bán này ra em có... Em làm được cái chứ, em giỏi làm. À, hồi đó giờ á, ngoài việc buôn bán này ra em còn làm công việc gì khác nữa không? Dạ không chị. Buôn bán ở chợ với sạp vậy, rồi cái đầu sáng ngày chợ bán cái chiều về với con vậy đó. Mà nhóc em nó cũng ăn, không có đi chơi nha, đi học về cái ra dọn tiếp mẹ. Cái hai mẹ con chở nhau về. Hồi lúc em kinh doanh này là hồi lúc em bao nhiêu tuổi tới giờ ha? Em bán lúc đó em còn gái, em bán mà gần 30 năm rồi đó. Wow. Rồi cái có gia đình cái em về ngoại một thời gian 2-3 năm, cái em về ngoại ở ngoại chỉ là ruộng thôi. Rồi tới về thôi ảnh về đây em đi bán lại riêng một mình em. Cũng mười mấy năm em bán riêng được mười mấy năm. Là em phải thuê cái sạp hay là sao? Thuê cái nhà hay cái sạp? Dạ em thuê cái sạp. Ờ. Nhận nó chia lô quá chị Quỳnh. Uh-huh. Chia lô dạ. Nhưng mà bán sạp rồi đó, ở đó rồi à, khi mà cuối ngày á là em có phải ginh đồ về không hay là em để đó luôn? Dạ không chị, để đó luôn. Nó phá cửa rồi. Như cái sạp cái gì đó chứ. Cửa cuốn cái sáng mình lên kéo lên. À. Tối về cái mình kéo xuống mình dọn đồ, sáng mình ra mình bán cầu găm như mình dặn mình chiên bài vậy đó chị Quỳnh. Ờ rồi chị cho biết rồi. Rồi em đi lấy hàng á là em đi một mình là con em có ai theo em không, chứ đi lấy hàng mình sao lấy ra lấy nổi? Dạ em đi một mình luôn, em đi hay lắm. Rồi giờ em kiếm đồ một mình luôn. Rồi sao em ginh được? Đi gom to cho mình vậy đó, mình trả tiền cho ta. Cái người đi gom to đó người ta chở hàng cho mình là cái chủ sạp đó, người ta trả tiền nó nữa nhưng ta ăn hai đầu lưng. Ờ là rồi xe tải về cái nó chở lại, có xe cây cái nó chở lại sạp cho mình luôn, chứ mình trả tiền xe cây thôi kém. Xe đó là xe của người bán luôn á hả? Dạ không, cái xe đó là xe tải như vậy, nó chở hàng thuê á chị Quỳnh. À dạ chị. Em cũng giỏi quá chừng ha. Kinh doanh buôn bán này về mà làm rẫy là đâu chịu nổi phải không? Dạ, mà em về ngoài nha, em cũng làm dữ lắm luôn á. À. Mà em với sao em giỏi lắm nha, hai chồng làm dư lắm. Vậy hả? Bởi nhớ em chồng, nó nói hoài, nó nói bây giờ ảnh mà ảnh còn ở với chị, hai vợ chồng chị giàu.
Em đi em bỏ hết trơn luôn, em chỉ muốn con em đi thôi. vậy đó mà anh không 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 năn nỉ em hả, không kêu kêu em lại hả? Không biết sao nó không làm như là hết Hết duyên nợ hay sao á chị, đi về đây rồi cái đầu là thôi luôn hai chồng, không gây gỗ chắc gì duyên thiếu hết, nợ, chắc hết duyên thì chắc duyên cơ nợ có nhưng mà trả đủ rồi đó. Hai chồng làm mới có 2 năm mấy 3 năm mà duyên. Rồi bây giờ khi mùa dịch này nè, không có kinh doanh giải trí bằng cách nào ha, thú vui giải trí của em á. Có mẹ em với nhóc em à, ở nhà có thời gian này được nấu nướng cho nó ăn, nó thấy em làm đồ ăn lắm, chắc là ngoài làm cho ăn không, bây giờ được mẹ làm cái nó mẹ làm đồ ngon tại vì em ít có làm lắm, không phải là ít làm mà tại vì không có thời gian làm, nó sáng là 5 giờ mấy 6 giờ là em đi ra khỏi nhà rồi, Tết là phải đi sớm nữa, còn ngày thường thì 6 giờ 6 giờ mấy cái đầu 7 8 giờ mới về là mẹ nấu cơm sẵn hết rồi, cái đầu bà cháu mẹ con thì dọn ăn ăn rồi cái nghỉ ngơi vậy thôi, chứ tất nhiên là này gì là về là không có bước ra đường nữa, nhiều khi nó sớm không ai biết hết trơn, Đâu có rảnh, đâu có thời gian đâu phải không? ngày nào cũng bán chứ không nghỉ ngày nào, chỉ có ngày em đi lấy hàng nữa thì em nghỉ, cái ngày nào em đi Sài Gòn thì em nghỉ. Ngày Tết rồi em có nghỉ không? Ngày Tết được nghỉ mà hả? Dạ không chị, em bán luôn được, như cái vô cái tháng 12 là xuống Tết, tháng Tết thì bán được, còn như qua Tết mua lần đó thì nghỉ được tới mùng 4 mới khai trương, bây giờ em bán luôn mùng 1 luôn, em không nghỉ. Mùng 1 có người mua hả? Có chị, ta được chơi, ta mua mấy hạng trai á, mà mua mà chị bán mấy ngày đó không ai bán, mình nên bán ngày được. Một là chị nghĩ là người ta đi chơi không, người ta không mua, ai ngày cũng có người mua luôn. Nhưng Dạ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 là chỉ có mình nên em bán, là nhiều khi có mấy sạp mùng 4 người ta khai trương, còn không ta tới mùng 6, mùng 9 ta mới khai trương, cho nên mình lên mình bán là được. Nhưng mà mùng 1 tiền vô đó là Rồi tiền vô cả năm phải không? Chiều cao của em là bao nhiêu ha? em được 1m56. Cân nặng bao nhiêu em? Em cân nặng được 54-55 kg gì đó. Cha mẹ em lớn tuổi chưa, bao nhiêu tuổi rồi? Ba em mất được tháng 10 này tới nên là được 2 năm rồi chị. Còn mẹ em 70 mấy tuổi rồi. Nhưng mà em thích như là người đứng đứng tuổi nhất đi, cho nên người ta đừng có bay nhảy nữa. Khổ nhiều là chị Như Quỳnh đó, chị thấy ai được đó thì chị em cảm ơn nhiều lắm. Chứ em không biết chọn đâu chị. Đứng đứng tuổi, đứng đứng tuổi là theo em nghĩ là khoảng bao nhiêu tuổi ha? Thì cả năm ngoài tuổi năm ngoài 60 gì cũng được, nhưng mà cho ta chững chạc đi, tuổi đó là ta chững ta hấp ta nhảy em sợ, nhưng mà em còn người nào thương con em là được, em không có em không đòi hỏi gì xem đó chị. Trước đây ông xã của em đâu có ba nhảy đâu, mà sao bây giờ em lại sợ người ba nhảy hả? Trước đây ông xã của Em em có ba nhảy không? cũng còn trai em cũng mấy, Hả? tại vì hồi xưa là kiểu như là không, hai đứa không có thương, hai đứa không có quen, không có yêu đương gì chứ, không có hẹn hò chứ, như kiểu về quê của bà chị dâu em chơi rồi gặp cái bà vợ chồng em hỏi thấy thương gì đó rồi chuyện thì cưới, cái cưới rồi. Tại Chưa. vì không có quen rồi không có hẹn hò gì chứ, Không có hồi quen đó luôn em hả? đang gái cũng vậy đó chị Quỳnh, không có đi chơi nữa rồi cái làm như là tối ngày trong nhà gì không, là cái người ta ta cũng dám thương mình mà ta cũng dám hẹn hò hay người ta đi chơi đi gì chứ, rồi còn gái cũng vậy nữa, đi chơi là đi gia đình không mà đi với mấy bà chị với trong gia đình vậy đó, tổ chức nhau đi chơi chứ không có hẹn hò gì chứ ở xứ em ở đây. Em chưa, em không có quen luôn á hả? Gặp nhau là cưới thôi.
của bà chị dâu em mà chị dâu ăn gì á, cái gặp thì cái đầu bà vợ chồng em đã thương hàng rồi, rồi bây giờ cái ảnh như kiểu vậy anh như hết duyên nợ hay sao em không biết. Em bán đồ của ngoài chợ cái mấy cái chị đó lại mua đồ cho ông xã chị ha, chị mấy chị phái em nói chuyện lắm, lại ngồi mua có nhiều cái con gỗ hay bộ đồ anh lại đồng hồ tâm sự xuống luôn chỉ lắm một hai tiếng ngồi luôn, một hoài thì nó ai lại mua đồ hay lại gì bán ngồi nói chuyện tiếp. Vậy đó hả? À, mà tâm sự đời của em không biết như là câu chuyện của em chứ cái em kể cái mấy chị nói là trời sao cưng giỏi mở ngoài cưng con cũng được lắm mà sao chồng cưng sao kỳ vậy, cái nên làm như hết duyên nợ. Lúc em ảnh mà dốc em về đây là nó 18 tháng em về ngoại thì ảnh làm ruộng em cũng bấm tập quán vậy, bởi em nói sau này yêu cầu ai mà thương em thương con em là được, không quan trọng đâu, không quan trọng thương em nhiều hết nhưng mà thương con em là được. Người mẹ nào cũng vậy, người mẹ nào cũng nghĩ cho con mình nhiều hết á. Thương con em là được, em không có quan trọng là thương em hay là em đòi hỏi gì chứ. Thương con em như là chấp nhận là được rồi. Sợ. Còn trẻ mà em ở chị Long vậy là cũng giỏi và thương con, lo lắng cho con nên mới ở chị đúng không? Dạ, chứ ba mẹ không có chịu ở với ai chứ. Có anh trai cũng chịu ở với em. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Em chị hy vọng sau video dạ, này sẽ tìm cho em được một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Dạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Quỳnh nha, em chào cộng đồng mạng, em chào khán giả của chị. Chị Quỳnh, sao em thích chị quá anh biết làm sao nữa. Thiệt. Cảm ơn em thôi ha. Hoài đó, mà chị nào có bán đồ thì tắt thôi nha, là đầu đi bán đồ, còn không là ngồi dưới chợ gì mở coi suốt gì đó. Coi nhiều khi cái người ta nó bụng muốn hẹn hò ở đây hay gì mà lên coi hoài. Coi chị lúc mà chị đi làm mấy người vô gia cư á, trời sao em coi em đó, trời sao như chị là chị tốt mà chị biết làm sao nữa. Trời, em có đăng ký cái kênh kia của chị mà không được, rồi cái sau này chị nói kênh giả đó, rồi cái em mới đăng ký mỗi kênh này đó. Dạ em chờ cũng lâu lắm rồi hả? Lâu lắm gọi em đó, em coi không biết, em coi lâu lắm mà em coi mấy năm, em coi nhiều lắm, em coi mà em không nhớ nổi. Em coi nhiều lắm. Ok em, good night em ha. Dạ. Yeah.